A-I Y ngắn ạ. A-A-I-G-H-T. Gì? Chữ gì? Chữ gì? Cave. Cave. Cờ A B. với vâng. Em đây cô. Hát cô. Hát rồi. Em thương cô là anh đặt tim này. Kiss me. Lấy bạn có thể đưa tôi một phút không nhỉ? Rồi. One. Không biết à? Trong một phút là tiếng Anh là one minute ạ. Cọ 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 Hội An is a historic place. Hội An là một nơi cổ kính, mặt cổ kính, một địa điểm nổi tiếng cổ kính.
Hội An ít ơ à, Hội An là một Hội An là một đợi em tí. Hội An là một là một tên mà tôi lịch sử thế là một là một nơi mang là một Hội An là một nơi mang tính lịch sử. Vâng ạ. Bị tò tò chữ tò ra y no entertainment in the countryside. Muộn học, chúng ta đến trường muộn. Nhanh lên chúng ta đến trường muộn rồi. CH English lesson on Monday. He's flying into a hurricane with his camera. He's flying into a hurricane with his camera. Camera. C-A-M-E-R-A. How? Bạn cả gì cả câu ấy là bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? What? Like. How?
Dạ. Không ạ. Em thưa cô là thành phố nào rộng nhất thế giới ạ? Which city is the largest in the world? Em thưa cô là thành phố nào rộng trên thế giới? Benson. The fish are in a round glass bowl on the table. Có nghe lại. The fish are in a round glass bowl on the table. Full. Cái từ hình như là từ full sao ấy. Tìm thấy. The fish are in a round glass bowl on the table. Open the hall. The door. What? A
Which is your office floor on? Căn phòng của bạn ở tầng nào? Which is your fee floor on? Which floor is your office on? Ôi, lớp 7A đâu đây? Nhưng mà... Bọn nào đi cô? Lớp A, phải nhận lớp A. Cô bắt các bạn này lớp ba học kiểu gì, mai sau các bạn đến học vở tiếng Anh cô ạ. Vâng, kiểu gì mai sau các bạn học vở tiếng Anh. Dạ. Cô là cô? Cô là ấy. Cô là... Ít. Đu đà Girls. Sau này cô ạ, sau này. Girls left for school. Giờ đi đến trường đúng giờ, nhưng mà David luôn đến trường đúng giờ nên anh ấy chưa bao giờ đi học muộn. Never. Biết. Near body my home. Nó mới dịch. Em ơi cô. Có thấy thằng nào ấy? Cô, câu phải dịch à?
Có một cây lúa gần nhà tôi. À, đồng lúa cô. Vâng. All right, Daddy, near my house. À, lúa khóc. Đúng ạ. Có bác đi là khóc không cô? Bác đi mình là khóc không cô? Rồi ạ. Em cho cô là Wesley Tim Earl. Right. We pulled our packages off the hill, sat on them, and raced back down again. We pulled our packages off the hill, sat on them, and raced back down again. We pulled our packages off the hill, sat on them, and raced back down again.
We pulled our packages up the hill, sat on them, and raced back down again. We pulled our packages up the hill, sat on them, and raced back down again. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. Rồng bay. Dragonfly. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. Dragon. Some of the fastest flying insects in the world are dragonflies. To get you or dragon. Chữ thay bằng chữ O mà cô. F.
We always have a big dinner with chicken, vegetables, and potatoes. Rau quả. Have you ever seen Santa Claus? Have đúng trước câu. Ever seen if there is no traffic, cross the road with care. Em không có ý kiến. Cho em đổ xăng máy tính phát điện thoại em hết pin rồi. Cho nghe lại cô. If there is no traffic, cross the road with care. Giao thông. Zoo. Xe ạ, xe. À. Cứ nhiều vậy điền. Em có một số nhau là nền từ. Ý. D của. Wow. B của.
A is true. That you can see the Great Wall of China from the moon. Bạn có chắc đây có thể nhìn cái chỗ Great China ấy, có thể nhìn thấy mặt trăng. Mỗi né in club thật in club not air up ở đây trên 24 km not air up Phan Thiết. The school's music festival. Nghĩa là tôi là âm nhạc của trường. Tôi đang ở lễ hội âm nhạc của trường. I'm at the school's music festival. Dạ ông cô là I am at the school music festival. We won bad mình chứ. Chọn đề ạ.
Chuẩn B. C. B. Thêm chữ R mấy chữ O vào. Dạ. Dừng lại. Không được phép. Từ A và Alot. C. Big Bloom. Bò. Là tên của cái bài hát ấy là gì? Hai kịch.